Quý vị thân mến, theo dự báo thì mùa mưa năm nay tại thành phố Cần Thơ sẽ đến trễ hơn so với năm trước. Từ giữa tháng 4 sẽ có những trận mưa chuyển mùa và bước sang nửa cuối tháng 4, gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định dần, mưa sẽ xuất hiện nhiều trên diện rộng và mùa mưa chính thức bắt đầu từ đầu tháng 5. Dự báo tổng lượng mưa toàn mùa tại thành phố Cần Thơ có khả năng ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Cần chú ý đề phòng dông mạnh kèm theo lốc sét vào các thời kỳ chuyển mùa, đầu mùa mưa và sau các đợt giảm mưa. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu các quận huyện rà soát hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng chống. Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả.